Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh su kem Singapore nhân sầu riêng. Để làm cái món này thì ở đây mình chuẩn bị 3 quả trứng gà và 150g bột mì, 20g bột bắp, 50g đường. Và đây là sầu riêng mình dùng 30g. Mình dùng một ít muối và 200ml nước, 280ml sữa tươi có đường. Và đây là bơ lạc mình dùng 100g. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần vỏ bánh. Mình cho 200ml nước vào trong một cái nồi. Tiếp theo mình đổ vô 20g đường. Mình cho vào một ít muối. Mình cho vào 100g bơ lạc. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và nấu cho cái phần bơ này tan ra. Rồi lúc này thì các bạn thấy phần bơ của mình nó sắp tan ra rồi nè. Để cho phần bơ này tan ra hết thì mình sẽ rây bột mì vô. Và lúc này thì mình sẽ để lửa nhỏ thôi. Rồi giờ mình rây bột mì vô. Mình sẽ khuấy đều lên. Rồi lúc này thì mình tắt bếp luôn nha. Và tiếp tục khuấy đều lên. Mình vừa nhấc xuống khỏi bếp, tiếp theo là mình sẽ cho vào một quả trứng gà. Và đánh đều lên. Khuấy đến khi nào mà cái hỗn hợp của mình nó thật là đều và mịn. Và mình khuấy lúc mà phần bột còn nóng nha. Rồi cái phần bột mình khuấy đều như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô trong cái túi bắt kem. Và nếu mà những bạn nào không có cái túi bắt kem, mình có thể cho vô trong cái bịch ni lông cũng được. Mình cắt một góc. Sau đó mình bóp cái phần kem này ra. Mình có chuẩn bị một cái khay nướng. Và lót lên cái khay nướng là một miếng dây nến. Tiếp theo là mình sẽ bắt cái phần bột này vô. Thì mình có thể bắt cái phần bột này to hơn nha. Mà mình bắt vừa vừa thôi, tại vì trong lúc mà mình nướng á, thì cái bánh của mình nó sẽ nở ra thêm. Và mình bắt khoảng cách giữa hai cái bánh là khoảng 2cm, để khi mà mình nướng nó nở ra nó không có bị dính lại với nhau. Và sau đó mình sẽ đem đi nướng. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 25 phút. Và trước khi nướng thì mình sẽ làm nóng lò nướng khoảng 5 đến 10 phút rồi mình hẳn để vô nướng nha. Và trong thời gian mà mình nướng bánh á, bây giờ mình sẽ làm cái phần nhân kem. Mình đập vào tô 2 quả trứng gà. Tiếp theo là mình sẽ cho vào 30g đường. Rồi mình đánh đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho sầu riêng vô. Sầu riêng này thì bạn nào mà thích ăn nhiều thì mình có thể cho thêm nữa cũng được nha. Mình đánh cho thật là đều lên. Và mình sẽ cho sữa tươi vô. Mình khuấy đều lên rồi mình sẽ cho bột bắp vào. Tiếp tục khuấy đều lên cho phần bột bắp này nó hòa tan với sữa. Và các bạn có thể thay thế bột bắp bằng bột năng cũng được nhé. Để mình tạo cái độ sệt cho phần nhân kem đó. Mình sẽ đổ cái hỗn hợp này qua một cái rây để mình lược cho nó thật là mịn. Sau đó mình sẽ bắt lên bếp và đun cho cái hỗn hợp này sệt lại. Và trong lúc mà mình nấu thì mình sẽ khuấy thường xuyên như thế này. Để cho cái hỗn hợp của mình nó không có bị khét ở dưới đáy nồi. Và nó không có bị vón cục nữa. Khuấy cho đến khi nào hỗn hợp của mình nó sệt lại là được. Này các bạn có thể nếm thử cái độ ngọt của cái phần nhân kem nhé. Nếu mà thấy chưa ngọt mình có thể cho vô thêm một ít sữa đặc hoặc là ít đường cũng được. Và bắt đầu đặc hơn khi nãy rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Tiếp tục khuấy đều ở trên bếp. Bây giờ mình đã để cho nó nguội rồi, giờ mình sẽ cho vô trong cái túi bắt kem. Rồi sau đó thì mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng để cho cái phần kem của mình nó lạnh lên, khi ăn thì nó sẽ ngon hơn. Và đây là bánh sau khi mà mình đã nướng xong rồi. Nhưng mà bạn nào muốn ăn cái bánh của mình vàng hơn thì có thể để thêm một chút xíu nó cũng được. Ở đây mình có chuẩn bị thêm một ít kẹo đường. Đây là kẹo đường chấm bi. Và bên đây là kẹo đường hình ngôi sao, rồi hình trái tim nữa. Và đây là kẹo đường sô-cô-la. Ở đây mình có chuẩn bị thêm sô-cô-la nâu nè. Mình đổ nước sôi vô rồi mình ngâm như thế này để cho nó mềm ra đó. Và bên đây là sô-cô-la trà xanh. Và mình sẽ lấy một cái cây đũa, mình nằm vô cái bánh. Sau đó mình sẽ bơm kem vô giữa. Cái túi bắt kem này thì các bạn cắt một góc nhỏ nhé. Rồi mình bơm vô. Bạn nào ăn kem nhiều thì mình bơm nhiều vô.
Mình bơm cho nó đầy cái bánh luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ nhúng qua sô-cô-la. Sô-cô-la mình để ra ngoài cái chén như thế này cho mình dễ nhúng á. Mình nhúng cái lớp trên thôi. Rồi các bạn để lên như thế này cho phần sô-cô-la nó chạy ngược xuống. Rồi mình để ra ngoài một cái dĩa. Tiếp theo là mình sẽ nhúng qua phần sô-cô-la nâu. Đây mình cũng sẽ nhúng như vậy luôn. Cái phần sô-cô-la mình đã nhúng xong rồi. Giờ mình sẽ cho cái phần nhân kem này lên ba cái bánh ngay giữa nhé. Các bạn thích trang trí như thế nào thì mình trang trí như thế đấy. Mình sẽ rắc vào một ít kẹo đường. Các bạn nhìn những cái bánh của mình nè, rất là dễ thương luôn, nhỏ nhỏ rất là xinh xắn luôn á. Và đây màu sắc luôn nè. Wow, rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ đem để vô trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút rồi mình đem ra mình ăn. Bánh mình vừa lấy ra khỏi ngăn mát tủ lạnh rồi. Và các bạn thấy cái phần sô cô la của mình nó đông lại rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Đây mình sẽ ăn cái bánh này. Cái bánh này nhiều kem nè. Wow, kem mình bóp ở trong cái bánh rồi mình bóp ở bên trên cái bánh nữa. Phần kem mình ăn nó lạnh lạnh nè và rất là thơm mùi sầu riêng nữa. Và vị ngọt của bánh á, thì mình thấy rất là vừa ăn. Cái phần kem á, thì các bạn làm cho nó ngọt hơn là cái phần vỏ bánh nha. Phần kem này mình ăn rất là mịn luôn. Và có những cái hạt kẹo đường nó ngọt ngọt nè. Và mình nhai nó giòn giòn nữa. Vỏ bánh thì mềm mềm nè, dai dai nè. Để mình để vô trong tủ lạnh rồi đó cho nên nó hơi mềm. Còn nếu mà mình vừa nướng ra mình ăn liền á thì lúc đó cái vỏ bánh của mình ăn sẽ rất là giòn luôn. Wow, bây giờ thì mình sẽ ăn đến cái bánh có sô-cô-la nha. Đây mình sẽ ăn có sô-cô-la đen. Wow, sô-cô-la nó cứng lại nè các bạn. Sô-cô-la thì mình ăn nó giòn giòn nè. Bên trong nhân bánh thì vừa mềm vừa mịn. Ở đây mình làm cái bánh su nhỏ như thế này nè các bạn. Mỗi lần ăn các bạn có thể để nguyên một cái bánh vô trong miệng luôn. Nó nhỏ vừa xinh xắn vừa dễ thương nè. Các bạn nhìn cái phần nhân kem đi, rất là mịn luôn. Mình ăn sầu riêng, cái nhân kem sầu riêng nó rất là thơm. Vừa thơm mà vừa béo nữa. Cái phần kem á, nếu mà mình ăn không hết á, các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào mà mình ăn bánh á, thì các bạn hãy xịt vô. Thì lúc đó thì cái phần kem của mình nó lạnh lên á, thì ăn cái bánh sẽ ngon hơn và không có bị ngán nữa. Thì mình trang trí bằng kẹo đường. Còn những bạn nào mà mình mua không được loại kẹo đường thì các bạn có thể dùng kẹo cớm cũng được. Kẹo cớm thì mình mua ở tiệm thuốc tây á, người ta bán rất là nhiều luôn. Kẹo đó dành cho trẻ em ăn rất là dinh dưỡng. Và các bạn nhìn những cái bánh của mình là rất là dễ thương. Đủ màu sắc luôn nha. Bình thường thì các bạn ăn bánh su người ta bán ở bên ngoài á, thì chỉ có bánh người ta xịt kem vô thôi. Và hôm nay thì mình nhúng thêm với sô-cô-la nè, rắc thêm một ít kẹo đường nữa. Thì cái bánh của mình ăn rất là đậm đà luôn. Và vị rất là thơm nữa. Nhìn cũng rất là dễ thương nữa nè. Đây các bạn nhìn cái bánh su nè. Bánh su này thì mình chưa có xịt kem vô. Bên trong nó trống rỗng như thế này nè. Nhưng mà mình nướng lên thì nó phồng lên. Ở bên trong thì nó trống ruột để mình bớt cái phần nhân kem vô á. Khi mà mình ăn cái bánh su không như thế này á thì nó béo béo rồi các bạn. Chứ nó không có đậm đà lắm. Cho nên là mình phải xịt cái phần nhân kem vào để cho nó đậm đà hơn. Và bạn nào mà mình ăn không được sầu riêng thì các bạn khỏi cho sầu riêng vô. Thì sầu riêng thì có nhiều bạn nghe cái mùi thì không có thích lắm. Và các bạn ơi, video làm món bánh su kem Singapore của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nhé. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!